xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay CC đi tới cái tiệm chocolate này nè. Cái này là Factory, ok. Mua được bao nhiêu đây nè. Và mua một cái này để ăn. CC không có ăn ngọt, CC không có ăn cái này đâu. Nhưng mà vì thấy nó đẹp quá, cho nên là CC mua cho bạn già ăn. Tuyệt vời đúng không ạ? Để liếm miếng nha. Very good. Cả nhà. Yes. Ngon, rất là ngon. Bây giờ ăn nha. Ngon lắm. Yes. Quá là tuyệt vời luôn. Ngon lắm. Don't drop it. Hình như có hai trái chuối, bên này một trái, bên này một trái. Một cái như vậy là 15 đô ha. Cái cream on top. Mày quá à. Ngon quá à. Để cho ông thèm chơi. Vanilla ice cream, chocolate ice cream, and strawberry ice cream. Có strawberry nữa đó các bạn. Đã luôn. CC không muốn ăn như vậy. Nó sẽ dính son, là cái muỗng xấu lắm. Cho nên là CC ăn ngược lại ha. Để đưa cho mang nha. And there's pineapple in there. Ở dưới đây nè, nó có nhiều thứ nè. Nó có strawberry, chocolate, vanilla, vanilla ice cream. Vanilla ice cream and pineapple. Oh, and pineapple. Thơm đó các bạn. Trời ngon quá. Ngon quá, không có ngọt. Rất ngon. And banana. Ngon quá. Crazy. That looked good. Thích quá, ngon quá. Phê quá, đã quá. Rồi, bây giờ CC khoe nè. Những cái loại chocolate này á, thì ở dưới mình shopping nào cũng có hết. Walmart cũng có, bất kỳ ở đâu cũng có bán cái loại này hết. Nhưng mà tại ở đây là Factory, mà mình đi tới đây, mình tham quan, mình chơi, cho nên CC muốn được mua chính hãng luôn, ngay tại chỗ này, Factory họ làm ra, họ bán. Thì lựa được những cái này. Những cái này đó, hồi nãy CC có nghĩ tới là sẽ tặng cho các bạn. Nhưng sau đó CC nghĩ là không tặng. Là tại vì sao? Vì nó là chocolate. Gửi về tới Việt Nam nóng lắm. Các bạn cầm được cục kẹo lên đó, thì nó cũng đã chảy rồi. Với lại nó nặng lắm. Tặng mỗi người một cục cho vui thôi. Thí dụ các bạn nào nhận quà của CC đó, thì CC nói anh CC bỏ thêm cục kẹo vô cho các bạn. Hồi nãy CC có nghĩ ra, nhưng sau đó CC nghĩ thôi, tại nó nặng. Thay vì gửi cái này, để gửi những cái khác cho các bạn. Hay. Nhiều đây là hơn một thao rồi. Thì anh của CC đó thích hết tất cả những cái gì mà có hình lá cờ Mỹ là anh thích lắm. Nhưng mà chỉ có cái đi Mỹ là anh không chịu đi thôi. Gia đình CC ở bên đây hết rồi, có mình anh là anh không chịu đi Mỹ. Anh muốn ở nhà, ở lại đó với lại căn nhà của ba, cho nên anh không chịu đi. Trong này đó thì CC biết chắc chắn là chocolate trong rồi, nhưng mà là loại nào thì CC không có biết. CC mua cái này tặng cho anh. Giá tiền này thì chưa tới 10 đồng đâu, nhưng mà bao nhiêu thì quên à. Hồi nãy CC có chụp hình rồi đó. Thì đây là của anh Sa ha. Đây là biểu tượng của San Francisco.
xe điện hay xe bus hay xe gì CC cũng chưa biết nữa. Xe điện nha các bạn. Thì người ta làm ra cái này, ai có cái này là biết chắc chắn là đã đến San Francisco rồi. Ở trong đây đó, giống như người ta làm cái hộp thôi, nhưng mà họ bỏ chocolate vô trong này. Tuyệt vời, đẹp lắm. Nhưng mà tại vì hồi nãy ông bạn già, ông nói là ông thích cái này. Nhiều lắm các bạn, tha hồ mà lựa. Ổng thì không có ăn được đường nhiều, nhưng mà vì cái này ổng thích quá cho nên ổng nói là ổng thích, cho nên cái này là CC mua tặng cho ổng. Ổng thích lắm cho nên là CC mua tặng cho ông bạn già cái này. Cái này của anh Sa, cái này của ông bạn già. CC không có gì hết á, CC không có thích ăn nọ. Ngày xưa CC ăn chocolate này nhiều lắm, nhưng mà thôi, thích mua tặng cho người khác à. Mình có video là được rồi, mình được đặt chân tới đây, có video, có hình ảnh là nhiêu đó đủ rồi. Đó là món quà cho mình. Còn tặng cho những người nào mà mình cảm thấy họ thích ha. Còn đây, CC mua cái này là để CC có quay khoảng 4-5 phút gì video đó. Thì để cho các bạn biết là người ta đưa cho mình một cái hộp. Sau đó mình đi hết một cái vòng lớn lắm. Mình lấy từng cục, CC lấy mỗi thứ một miếng một thôi, bỏ vô đầy cái hộp này. CC mang ra tính tiền. Thì cái cô đó cũng mới nói rằng là cổ sẽ xếp. Và CC thấy cổ nhét, cổ xếp, nhét cho thật chặt luôn. Nó dư ra một khúc còn trống. Thì cổ mới nói CC rằng là CC hãy đi ra đó lựa cái nào CC thích, nhấn cho nó chặt, thật là chặt, cho nó đầy lại. Tới khi bạn đậy được cái nắp thì mang ra tôi tính tiền. Tại vì bây giờ các bạn lấy ít cũng là bao nhiêu đó tiền, các bạn lấy nhiều cũng bao nhiêu đó tiền. Thành ra đó là lý do cổ kêu CC ra lấy thêm. Cho nên CC ra lấy để xếp vô thêm khoảng được 6 miếng chocolate nữa. Thì CC biết là nhiều người thích ăn cái loại mà dark chocolate, tức là cái loại đậm á, đặc á. Cho nên là CC cứ lấy một hộp này đi cái đã. Bảo đảm là CC không ăn, nhà CC nhiều lắm, nhưng mà chưa có từng được mua từ ngay ở factory ra thôi ha. Thì ở đâu cũng vậy. Đây là CC mua, bóc bỏ vô để làm ra một cái video kỷ niệm. Còn ăn thì chắc chắn là CC không ăn. Thì để coi nếu mà gửi được về Việt Nam thì CC sẽ gửi về. Rồi bạn nào mà tới nhận quà đó, CC sẽ nói với anh Sa bỏ vào trong bao của các bạn hay là cái gì đó của các bạn một miếng thôi, hoặc là những cục kẹo, bỏ một cục kẹo vô thôi, một cục duy nhất. Đừng có ai nói CC nhỏ mọn nha, không phải, tại vì nhiều bạn bè quá, mỗi người một cục thôi, ăn một lần thôi, ăn ít, nếu nó ngon sẽ nhớ CC hoài, không quên CC được, và sẽ nói rằng thấy ghét cái chị này quá, ngon như vậy mà cho tôi có một cục à. Nhưng mà CC thích vậy đó, CC làm như vậy để các bạn nhớ CC, các bạn thương CC, các bạn yêu CC nhiều hơn. CC ích kỷ quá nè, nhỏ mọn quá là đúng không, nhưng nó đầy tình thương. Thôi giới thiệu nhiêu đây đủ rồi ha. Của anh Sa, ông bạn già, và cái này nếu gửi về được Việt Nam, anh Sa nói gửi đi em thì CC sẽ gửi, thì về CC sẽ nhờ anh Sa chia cho mỗi người một cục, only one, một cục duy nhất. Ok, ông ăn nhiều quá, nhìn nè, ông ăn hết nửa luôn, nửa này ông chừa lại cho CC đó. Nhưng mà thôi, CC mà ăn hết chỗ này chắc không được đâu, CC không có thích, không có thích ăn như vậy. Ở trong là ice cream đó các bạn. Wow. Trời ơi, kem ngon quá. Nói không thích mà cũng ăn ha. Trời ơi, ngon lắm, phải ăn. Ngon quá. Chocolate. Ở trong chocolate
có một cái vị hơi đắng đắng, đúng là cacao, và có nhiều cái trái cây như trên đó. Trời ơi, ngon lên trên các bạn ơi, mê ly luôn á. Ngon quá à. It has everything on it. Everything. Chocolate, pineapple. Đây, đây là cái receipt. Có bao nhiêu thứ ở trong này? CC sẽ chụp lại cái hình này. Bây giờ ăn thử cái chỗ kem, dâu. Kem dâu thì nó có dâu ở trong kem, giống như tỉnh ta xay cái dâu tươi đó ở trong kem các bạn. Và bây giờ mình xin được tạm dừng video ở đây. Kính chúc các cô bác, anh chị, các bạn và các em một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bye bye.